theo ta sẽ đi xử lý những cái chức năng ở trên này nhá. Được chưa? Nút thứ nhất là nút này. Nút thứ này. Thì khi ta ấn cái này ấn thì nó sẽ chuyển trạng thái từ màu xanh sang màu đỏ. Vậy ta ấn cái này thì nó sẽ chạy đến đây. Thấy chưa? Và cái này không có view. Cái này không có view, nó chỉ là một cái file xử lý thôi, không có view. Thế thì ta tạo file nào đây. Đây, ta đang làm product đúng không? Làm product này. Đấy, kích phải chuột new file. Được chưa? Ra. Ta chạy có thể nó ra chưa nhá. Nhớ là ở đây không có giao diện, cái này không có giao diện, chỉ là một đoàn code để xử lý công việc thôi. Hiểu chưa? Rồi, thứ nhất, ta sẽ lấy cái ID nó ra này. ID này. ID lấy thì dừa nhìn nó chỗ này này. Đây. Được chưa? Và đấy ta đang làm mẫu tin số 1, vậy ta sẽ làm mẫu tin số khác đây. Ở đây ví dụ tôi sửa lại số gì? À, tôi kích vào số gì? Số 5 thì ở trên này nó số 5. Được chưa? Ta lấy cái số đó ra. Lấy số đó. Thì ta đã học rồi, ta dùng request. Và ta lấy gì? ID ra. Được chưa? Và cái đầu làm hơi lâu nhá. Tại vì có những thứ ta chưa viết, thì bắt đầu tâm bây giờ gì đi viết nó hơi lâu. Được chưa? Rồi sau đó ta sẽ gọi cái chi tiết của sản phẩm này ra. Chi tiết của sản phẩm này ra. Mà chi tiết của sản phẩm thì ta đụng rô does load mút độ. Và ta đơn chữ vào đấy chữ rô. Đấy à, mà làm mỗi lần như thế này thì ta cứ chạy thử cái nó có lỗi không? Lỗi không? Không nè. Không có nghĩa là ở trong này nó có cái gì đấy. Nó rô đất đây nè. Được chưa? Và giờ ta sẽ gọi chi tiết là ta gọi cái này. Chi tiết là ta gọi cái này. Vậy ở đây ta sẽ gọi cái này bằng cách là ta đặt biến chung luôn nhé. Sau này copy thì không cần đổi nhé. Như kiểu đây là ta đặt là rô đất. Đây là sản phẩm. Thì sau này sang loài sản phẩm thì ta phải đổi sang là loài sản phẩm. Nó cực. Rồi ta đợi dùng chữ rao luôn. Được chưa? Rao. Product. Và ta gọi cái hàm product thì route. Đây, gọi hàm này. Và cái này ta truyền tham số thì ta truyền ID, ta truyền ID này. Nhớ là ta truyền ID nhá, để nó chạy vào đây này, được chưa? Thì sau này nó sẽ lấy ra được một mẫu tin thôi. Rồi, ta truyền vào ID. Do vậy ở đây tôi sẽ đấu dấu ngoặc và tôi đổi ID bằng cái ID ở trên á. Ok. Và ta thử tiếp này là ring gì? Round. Ring round đây này, nhìn trên ủa ơi, khoan đợi ring gọn. Rồi, nó ra được màu tin chưa? Và các bạn thấy cho tôi màu tin hiện tại trạng thái nó là bằng gì? Không. Tôi sẽ tạo ra một cái mảng là data. Được chưa? Mạng data. Mạng này để làm gì? Để lưu lại cái trạng thái mới. Trạng thái mới. Vậy trạng thái mới thì tôi xử lý như sau. Cái này bé xuống đây để một tí nữa ta in cái thằng data nhá. Rồi TT mới này. Đấy, tôi đặt TT thì nó biết trung gian gì đó. Được chưa? Bằng này. Bằng gì? Nếu như round mà status của nó bằng 1, có nghĩa là nếu nó bằng 1 thì ta chuyển nó về 2, còn nếu 2 thì ta chuyển về gì? 1. Còn trường hợp 0 thì không bao giờ chạy vào đây, nó chỉ 2 và 1 thôi. Như vậy 1 là xuất bản, 2 là gì? Chưa xuất bản hay là không xuất bản gì đâu cũng được. Vậy ở đây ta ghi TT. Thứ hai, ta sẽ cập nhật luôn cái người mà sửa bộ tin này. Được chưa? Sửa mẫu tin á. Ai đi sửa mẫu tin thì ta sẽ lưu lại người đó. Do vậy ở đây ta coi là update gì? Update by. Bởi một ai đó. Thì hiện tại ta chưa xử lý long gì? Long in. Do vậy nó không lưu được cái người mà gì? Nó không lưu được cái người đó. Do vậy giờ tôi sẽ đặt tình huống luôn nhá. Tình huống là nếu như người đó mà chưa login
thì ta lấy một, còn longin này thì ta lấy longin, được không? Như thế thì sau này ta không cần sửa gì hết. Do vậy ở đây này, tôi đặt một cái biến là user ID này, bằng này, và tôi nói này, chưa longin có nghĩa là session cái gì? Sáng nay ta học session rồi, user ID. Sau này ta login thì gắn user ID thành một cái giá trị mới nhá. Được chưa? Nếu như chưa có, vậy ở đây ta dùng cái trừ gì? Insert. Đúng không? Nếu như insert ID này, có ID, cái này là có ID được không? Vậy có ID thì ta sẽ lấy cái thằng này ra. Lấy thằng này ra này, có thì ta lấy thằng này gì? À, vậy lấy như thế này thôi. Được chưa? Còn không có thì ta lấy số gì? Một. Vậy khi chạy cái này lên thì login là nó sẽ khác đi. Mà chưa login thì nó là gì? Một. Thì cây này không bị lỗi đâu. Nếu ta xử lý thế này thì không bị lỗi. Và ta sẽ đưa cái này vào để ghi nhận là gì? Được chưa? Rồi tiếp tục ta sẽ cập nhật lại cái người, cái ngày cập nhật đó. Hiểu không? Ngày cập nhật. Vậy ngày cập nhật thì ta dùng hàm days, và đây ta đưa year, month, day, cách ra, giờ, phút, giây. Đây là lấy ra ngày, giờ cập nhật, lưu lại. Và ta cập nhật lại ba cái này. Cập nhật, hiểu chữ cập nhật chứ? Vậy cập nhật thì ta sẽ gọi product, và ta sẽ gọi bên này cái hàm, bên này này. Chú ý, bên này ta phải gọi cái hàm gì? Đây, gọi cái hàm update đây. Được chưa? Update thì ta cần đưa data và ta cần đưa ai? ID. Do vậy ở đây ta sẽ gọi cái hàm update là gì? Product này. Là gì nữa? Product up gì? Và ta đốt data này. Và ta đốt ID này. Ok chưa? Hiểu chưa? Rồi. Thế thì tạm thời ta chưa xử lý cái thử cái này thì chắc chắn là nó đúng rồi thôi. Giờ ta sẽ nói tiếp này. Khi mà nó cập nhật thành công thì nó chuyển hướng trang hay gì? Chuyển hướng trang về cái trang quản lý đúng không? Vậy sáng nay ta có viết một cái hàm be ready. Đây, cái hàm này này, sáng nay ta có viết cái hàm này này là dùng để chuyển hướng gì? Chuyển hướng trang, đúng không? Thì cái hàm này ta chưa viết đúng không? Vậy ta chuyển hướng trang đến đâu? Đấy, ta chuyển hướng trang về thằng này này. Vậy giờ ta phải đi viết cái này nhá. Đúng chưa? Vậy giờ nó lại này. Cái thằng này này, khi chạy vào nó loát co chứ? Loát rồi. Hiện tại nó đang chạy đến ở đây này, chứ không phải chạy cái trang đó đâu. Trang đó nó được gọi ra đây. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề. Ta đang chạy này, nhìn này. Ta đang chạy là chạy cái trang index này, nằm ở trong AD gì? Min này. Và do cái tham số này này thì nó mới gọi cái đó ra ở cái trang này. Do vậy ta đã gọi cái thằng co này rồi đúng không? Nhưng mà co thì ta chưa viết gì hết đúng chưa? Vậy giờ ta viết này, cái này thì viết nhanh thôi, cái này viết nhanh này. Rồi cái này bét bê ha. Được chưa? Thằng gì? Thằng sần. Đó, cái hàm ta đổ vào u gì? URL. Sau cái URL thì đi chuyển hướng trang vào URL. Ok chưa? Và nhớ là ở đây ta gì? E gì? Acid để khỏi nó thực thi những cái lệnh nó chuyển hướng này thôi. Rồi, nếu là cái này để an toàn thôi, do ta chỉ thử cái này nhìn nhá, chỉ thử này. Số 5 từ màu xanh sang màu đỏ, đúng chưa? À, sao là nó ra màu đỏ thì có thể là cái ca của các bạn chưa được coi ha. Bây giờ tôi mở lại cái thằng index ra này, tại sao nó màu đỏ này? Bây giờ này lăn xuống này,
Ở chỗ này tôi có ở cái chỗ mà đứng linh có trạng thái á, đứng linh có trạng thái đây này, đây này. Chỗ này là trạng thái này. Thực chất đứng linh thì tôi chỉ im e thôi. Đây. Nếu như nó bằng màu thì tôi in cây này. Tôi in cái này này, được chưa? Và cây này thì nó có chữ màu gì? Màu xanh. Và cái icon của nó là on. Được chưa? Cái icon này này, cái icon nhìn thấy icon nó ngược ngược không? Một bên này này là bên này, còn bên này là bên này, ok, ngược ngược á. Vậy cái icon của nó là on. Còn nếu như mà không phải một, mà trường hợp này nó chỉ có một hoặc hai thôi, không có không ở đây, thấy nhá. Như vậy trường hợp này là nó chuyển về gì? Trường hợp này là nó hai. Vậy hai là nó màu gì? Màu đỏ ở đây này, thấy nhá. Rồi các bạn ta xử lý rồi, nhưng nó lại có một đặc điểm này, cho ta xử lý cho nó tận gốc luôn. Cho nó ta ấn như này này, nó quay về này, nó phải báo thành công hay thất bài, đúng không? Hiểu chưa? Nó phải báo thành công hay là thất bài chứ nó có báo gì không? Vậy sáng nay thì ta cũng nói luôn, giờ này trước lúc chuyển hướng trang là đây này, đúng không? Ta có gọi một cái hàm là set gì? Set ballot này, tên là message đi ha. Sáng nay ta dùng thông báo đúng không? Rồi, ở đây nó có, ta đặt kiểu đi cho nó ngắn nhé, hỏi kiểu message thì nó mệt. Kiểu là gì? Ở đây là sang báo thành công thì thành công là gì? Ok chưa? Rồi, và tiếp tục message MSG với ta đi, và ta báo là gì? Thành công. Được chưa? Chấm phẩy này. Đấy. Đó, vậy giờ ta viết cái này này này, đúng không? Set gì? Set class này. Rồi ta sang đây ta set class tiếp này. Function set class này. Set class thì ta cần đưa vào cái name, đúng không? Cái name là message đó. Và cái array, hiểu không? Cái array là value, được không? Được chưa? Ok. Vậy ở đây ta gì? Dollar này, session này. À, ở chỗ này tôi đưa vào cái name này là message này, được chưa? Và bên này thì tôi đưa gì? Value này. À, và chú ý ta đang dùng session thì chú ý là ở trên index này các bạn để xin lỗi, index ở trong cái thư mục admin ấy, đây. Ta session start chưa? Đây, vậy ở trên cùng ta bị session gì? Start này. Ok, nhớ là cái này là ổn này. Session start thì ở dưới, tất cả thứ ở dưới đều sử dụng được gì? Session, ok chưa? Rồi, cái này. Rồi xong ha. Rồi nhân tiền ta lấy ra luôn nhá. Lấy ra luôn, ta viết cái hàm lấy ra luôn. Lấy ra này. Lấy ra là gì? Get class này. Get này. Lấy thì ta chỉ cần tên thôi, đúng nhá. Value thì ta đâu cần, lấy thì ta cần truyền vào cái tên cần lấy thôi. Vậy giá trị giờ ta muốn lấy là cái này này, bằng này, đó là lấy ra này, được chưa? Và lấy ra thì sau đó ta xóa đi cái gì? Ấn gì? Ấn set này, xóa đi cái biến gì? Nhớ là đừng có xóa bên này nha, xóa bên này là tiêu đời á. Xóa là xóa bên này này, hiểu chưa? Xóa này này, đó. Và sau đó ta return gì? Value này. Tên biến thì thích đặt tên gì đó cũng được, hiểu không? Nhớ là hiểu vấn đề là được rồi. Rồi tiếp tục, và trước khi lấy thì ta cũng kiểm tra xem nó true hay là gì? Phone có hay không? Vậy ta phải có một cái hàm này để kiểm tra này, là have gì? Heather, được chưa? Có cái name này không? Vậy giờ ta chỉ cần là gì? Nếu in gì? Insert cái name này thì ta return gì? Show. Ngược lại
Đấy, và xóa đi cái dòng 21 đi này. Đó, vậy cái hàm này nó chỉ vậy thôi nhá. Rồi, do vậy giờ này, trường hợp của ta nhá, là ta mới xét thôi đúng không? Đúng nhá. Vậy khi ta qua index này, qua index là, qua index là qua thằng này này, đúng không? Yeah. Thì ta sẽ in ra lời, và ta sẽ in ra lời bằng cách là thêm một cái gì vào đây này, thêm vào đây này, BHB này, free coin one. Rồi cái lời này tôi lấy ở trong view, cái thông báo này á, tôi tạo ra một cái file luôn nhá, không phải là lúc view là trong này nè, được chưa? Và tôi để nó nằm trong view thôi, và tôi đặt làm mẹ gì, sys chấm BHB. Rồi, và ta tạo cái này thử nha, view này, sys.bsb này, ta ghi tàu lao gì đây nhá, ta thử nó chạy ra không, nhớ là nó chạy ra đúng chỗ cái này, đúng chỗ chưa, in thông báo lỗi chỗ này hợp lý không, hay là in chỗ nào, hay là xuất hiện ra màn hình. Đấy, thế ta tạm thời ta in ở trên này ha, cho nó dài. Nếu mà nhớ là có lồi mới in, còn thế này là luôn luôn in này, đúng không? Đó bây giờ này, ở đây này ta sẽ viết mà lệnh cho nó này. Nếu gì? Nếu có lồi, đây, nếu có lồi này, ta viết theo dạng này nhá. Được chưa? Rồi, ta lên bootstrap này, get bootstrap này, và các bạn tìm cho tôi cái thông báo mà alert á. Đây, ALR. Đây, alert này. Đó, và các bạn chọn cái dạng thông báo này, cái dạng thông báo này. Ok. Rồi, cái thông báo nào? Rồi, chọn cái dạng thông báo mà nó có cái nút đóng này nhá, được không? Để hiểu không? Để khi mà mình thấy thông báo là mình tắt là nó đóng lại cái cửa sổ đó. Thì copy đường code này, ném vào trong này. Đấy, được chưa? Vậy ta thử nó báo lỗi được không nhá. Này nhìn này, nó lỗi không? Không. Nhưng mà ta ấn trạng thái cái này, nó báo lỗi này, được chưa? Ấn trạng thái là nó có, có đúng không? F5 lại nó mất này, F5 lại nó mất này. Không mất hả? Mất mà. Vậy nếu không mất thì sao? Cái này, à ta đã lấy ra đâu mà nó mất. Lấy ra thì mới mất, nó mới kiểm tra mà. Khi nào lấy thì mới gì? Mất, chưa lấy mà. Đây, thôi bây giờ đến đây này, vào trong này này, ta lấy ra nhá. Ta lấy ra này, BSB này, ARR đi, bằng get gì, get plus này. Đấy, và ta lấy ra cái gì, cái này, cái tên này, ok chưa? Rồi sau khi lấy ra thì giờ này ta nhìn cái thông báo lỗi này, đây cái trừ này này, cái trừ này này, được chưa, là cái màu sắc này. Đấy, cái trừ này này, cái trừ này thì màu sắc là màu vàng đấy nè, hiểu chưa? Đó, còn cái trừ ở trong này này, cái trừ trong này này, cái trừ trong strong này này là thể hiện nội dung thông báo này. Ok, vậy ở chỗ này này, tôi sẽ BHB ở đây, cho ra cái ARR mà ta lấy gì, lấy kiểu, được chưa? Rồi trở lại cái này, kiểu cái này là gì? Xanh đúng không? Đấy, xanh này. Ok, ấn F5 lần cái này, mắt này, được chưa? Ấn này, nhớ này, ấn này, xanh này, F5 lần này, mắt này, lấy thì nó mới mất, hiểu chưa? Rồi, và tiếp tục ta in cái gì? Thông báo lỗi vào
Phao trò nào? In thông báo lỗi vào đây. Wow, từ chỗ này đến gì? Strong là ở đâu rồi? À, strong chỗ này ha. Thôi viết cái thằng strong đi ha. Yeah. Strong là gì? Nó có được đây. Nó chỉ là cái chữ đầm đứng trước thôi, có gì đâu, hiểu không? Vậy ở đây ta sẽ gì? Vứt luôn cái thằng này nhá, ta đưa cái này vào. Và ta đưa chữ MSG ha. Chạy lại cái này. Chạy lại này. Thành công. Vậy ta sẽ đặt ra một tình huống để cho nó thất bại nhá. Tình huống này là thất bại này. Màu tin này không có. Hiểu chưa? Màu tin này không có. Rồi nó bao lồi luôn, nó chứ thất bại gì, đúng không? Vậy giờ này ta đi sang bên này nè. Nếu như cái ID mà truyền vào đây mà cây này không có này, hiểu chưa? Không có thì ta chuyển hướng trang mà ta báo bao lồi. Do vậy ở đây trước khi mà làm việc này này, ta sẽ nói này, tại chỗ này luôn, nếu này row nó bằng gì? Bằng null. Có nghĩa là lấy mà không ra được màu tin nào á, là bằng null, truy vấn mà không trả cái gì gọi là bằng null. Mà đã bằng null thì ta sẽ thực hiện chuyển hướng trang luôn. Không có chạy xuống nữa, không cần eo nhé. Hiểu vấn đề, hiểu cái lệnh này là nó chuyển hướng trang luôn, nó không có chạy xuống nữa. Nó vòng qua bên kia luôn. Có nghĩa là những cái lệnh như thế này nó sẽ không gì, không chạy nữa. Hiểu chưa? Và nó báo lỗi đi. Ở chỗ này là gì? Đến rớt này. Và ta báo lỗi là gì? Màu tin không tồn tại. Ok chưa? Và thử lại này chạy này. Đấy. Được chưa? Đó. Nó phải ấn lại này. Có trường hợp nào nó báo lỗi đúng không ta? Thì ta phải tư duy cho nó hết. Thì ta bày gì? Bày lời, nhưng đó là cơ bản thôi, như vậy thôi là được rồi, hiểu chưa? Vậy xong một chức năng này. Chức năng thứ hai